Trấn Thành nói gì khi bị chỉ trích không đến thăm nghệ sĩ Lê Bình? Tối muộn 2 tháng 5, Trấn Thành đến viếng nghệ sĩ Lê Bình tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Trước đó, anh bị nhiều người trách khi suốt thời gian cố nghệ sĩ bị bệnh, Trấn Thành không đến thăm. Em chưa ghé thăm anh kịp, anh đã vội đi, em xin lỗi. Cuộc đời không ai nói trước điều gì, 2 năm trước anh em mình còn diễn kịch Tết chung, nên lại phải nhận tin buồn. Em nghĩ anh cũng mệt mỏi nhiều rồi, thôi anh yên nghỉ nhé, mọi người ai cũng thương anh rất nhiều. Tuy nhiên dòng trạng thái lại nhận nhiều trách móc của khán giả cho rằng nghệ sĩ Lê Bình nằm viện đã lâu, chứ không phải ngày 1, ngày 2 mà Trấn Thành vẫn chưa vào thăm. Trấn Thành cảm thấy hối tiếc khi không đến thăm Lê Bình lúc nằm viện. Tối muộn ngày 2 tháng 5, Trấn Thành đến viếng nghệ sĩ Lê Bình tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Nam MC lặng lẽ thắp nhang và bày tỏ sự tiếc nuối khi một người nghệ sĩ tận tâm với nghề đột ngột ra đi. Trấn Thành cho biết, dù chỉ được hợp tác cùng nhau một lần, nhưng anh rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Lê Bình. Khi hay tin đồng nghiệp bệnh nặng, Nam MC nghĩ sẽ có nhiều người đến thăm. Sợ làm phiền sự nghỉ ngơi, nghệ sĩ già nên đợi thương người sẽ đến, rồi bận rộn công việc rồi quên mất. Khi hay tin đàn anh mất, Trấn Thành nghĩ mình quá sai vì đã chần chừ để không thể gặp được Lê Bình lần cuối. Nam MC nghẹn ngào viết sổ tang. Cuối cùng cũng một kiếp người, anh đã cống hiến rất nhiều. Và mọi người cũng yêu thương anh rất nhiều, trong đó có em. Anh yên nghỉ nhé, cầu mong cho anh mọi sự thanh thản nơi suối vàng. Nếu có kiếp sau, anh em mình vẫn làm nghệ sĩ anh nhé. Trong cuốn sổ tang, Nam MC viết đầy nghẹn ngào. Trước đó, rất nhiều nghệ sĩ đến viếng và nghẹn ngào ghi sổ tang. Mãi mãi nhớ một người anh hiền hòa và chân chất thương anh, nghệ sĩ Hữu Châu. Hoàng Rapper, con xin tiễn sư phụ về nơi chín suối. Con mong sư phụ yên nghỉ và không còn chịu những đau đớn và buồn khổ nữa. Mọi người luôn yêu và nhớ sư phụ. Trường Giang, thương tiếc tài năng và đức độ của chú nghệ sĩ Lê Bình, mong chú an lạc. Hình ảnh nhanh xúc động là chú chó nhỏ được nghệ sĩ Lê Bình nuôi 6 năm nay cũng đeo khăn tang. Ốc Thanh Vân bật khóc khi thấy Mai Phương cầu nguyện ở Bhutan. Hai nữ diễn viên có dịp chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới và khấn cầu mọi sự bình an mạnh khỏe. Ốc Thanh Vân đưa Mai Phương đi du lịch Bhutan, quốc gia này nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, kề bên dãy Himalaya và được xem là vương quốc của Phật giáo. Trong ngày thứ hai, hai chị em cùng đoàn đi xe về thủ đô Thimphu, nơi có cung điện và nhiều tu viện nổi tiếng. Tại đây, họ có dịp chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, cao khoảng 60m và được khánh thành vào năm 2015. Mai Phương thành tâm cầu nguyện sức khỏe, bình an và cả phép màu. Thời gian qua, nữ diễn viên phải đấu tranh chống chọi căn bệnh ung thư phổi, nhưng cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan để điều trị. Ốc Thanh Vân kể, nhìn thấy Mai Phương thành tâm trước Phật, cô không giấu được giọt nước mắt xúc động. Dù theo đạo Thiên Chúa, cô cũng khấn cầu xin Phật phù hộ mọi sự bình an dành cho Mai Phương. Các thành viên trong đoàn cùng khóc và ôm chúng tôi, hai chị em bước vào chánh điện mà mắt sưng húp. Mai Phương được một hướng dẫn viên du lịch địa phương chăm sóc chu đáo, đẩy xe lăn mỗi khi cô cần nghỉ ngơi. Ốc Thanh Vân, Mai Phương bình yên ngắm hoa, thời tiết khá lạnh, đường xá khó khăn, không khiến hai nghệ sĩ cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày, Ốc Thanh Vân dậy từ lúc 4 giờ sáng để pha nước uống thuốc, để sẵn cho Mai Phương sử dụng sau đó. Trong hành trình, cả hai tiếp tục khám phá hang hổ Tiger Net, một biểu tượng du lịch của Bhutan. Ngôi đền được xây dựng ở độ cao trên 3.000m, đường đi dốc gập ghềnh đòi hỏi Mai Phương phải chuẩn bị sức khỏe tinh thần tốt để chinh phục quãng đường khó khăn. Ốc Thanh Vân luôn bên cạnh chăm sóc Mai Phương. Eric nhập viện vì ham giảm cân bị một sao Việt chửi thậm tệ, mặt có giống, đầu lâu xương chéo không. Mặc dù đổ bệnh nhưng nam ca sĩ vẫn phải nghe chửi từ nhiều người. Tối qua Eric khiến fan hết sức lo lắng vì đổ bệnh tới mức nhập viện và phải hủy tất cả các kế hoạch làm việc. Được biết giọng ca chạm đáy nỗi đau bị sốt siêu vi, cần 4-5 ngày để nghỉ hơi, theo dõi. Một trong những lý do khiến Eric ra nông nổi này là vì ham giảm cân, khiến sức khỏe yếu ớt. Dưới bức ảnh nằm truyền nước đăng tải trên trang cá nhân của nam ca sĩ, nhiều bạn bè đã vào để lại bình luận khuyên răn nhắc nhở anh đừng giảm cân nữa. Một trong những người tức giận nhất chính là nam ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, người thầy thân thiết của Eric, Trung Quân soi máu. Vì học trò ăn uống buông thả xem nhẹ sức khỏe, anh dành cho Eric nhiều lời chửi mắng, nhưng ai đọc cũng hiểu vì thầy đang quá thương trò mà thôi. Eric nhậm viện vì kiệt sức.
Đức Phúc khổ thân hai chị em vào ngay đây. Minzy đừng có giảm cân nữa, Nguyễn Hoàng Tôn giữ gìn sức khỏe nhé cân, Trần Đại Nhân mau khỏe nhé em. Hòa Minzy Đức Phúc quan tâm tới thành viên của gia đình, Nguyễn Trần Trung Quân. Thầy ở Hà Nội không vào được, nóng ruột như lửa đốt. Càng điên mày hơn, ta mở đó tao cho một trận. Giảm cân các thứ sau bây giờ để bị như này có đáng không? Sức khỏe luôn là thứ quan trọng nhất, vừa thương vừa muốn chửi. Ngày nào cũng nhắn, cũng hỏi việc ăn uống, bao nhiêu trường hợp giảm cân rồi. Quá sức, dính hậu quả rồi. Kim Võ tách khe nhé con, chiều còn gọi thầy. Các thứ giờ đã như thế này, mày không ăn uống, vào đừng có trách tao điên. Anh Ví gương mặt gầy guộc thon dài của Eric giống đầu lâu xương chéo. Eric sẽ sớm phải nghe thầy và mẹ mắng cho một trận to. Trung Quân dìu dắt Eric trên con đường nghệ thuật từ lúc mới bước vào nghề. Gương mặt nhọn hoắt của nam ca sĩ đã là đề tài bàn tán từ lâu. Ngoài giảm cân, diện mạo của Eric còn bị xem là một sản phẩm của dao kéo quá đà. Bộ đôi nam thần V-Beat thi nhau mừng nhục trứng thành và chiếc bụng mỡ, khiến MC phải lôi vai vế tiền bối ra chỉnh đốn. Chương trình cũng khéo chọn người chơi khi để MC Trứng Thành đối đầu với tình địch anh Tú trong Cô Lại Vợ Bầu. Vừa phải đối phó với người tình màn ảnh của Harry Won, không ai khác, chính là nam diễn viên trẻ Tuấn Trần, khiến nam MC dù có hoạt ngôn thì cũng không ít lần phải hụt hơi trước hai tình địch này. Sở hữu khí chất và vẻ ngoài đẹp trai khó cưỡng, nhưng một khi đã lầy thì hai đội trưởng anh Tú và Tuấn Trần khiến MC Trấn Thành và các thí sinh nhí không đỡ nổi. Vừa trở lại, nam châm hút tiếng cười anh Tú đã tận dụng triệt để nét duyên hài thiên phú, cống hiến loạt khoảnh khắc hài hước. Đối diện với tình địch không đội trời chung trong Cô Lại Vợ Bầu, Trấn Thành đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội vùi dập khi chất vấn. Sau khi tham gia Cô Lại Vợ Bầu, cuộc sống em đã có những chuyển biến tích cực như thế nào? Độ lầy lội của anh Tú được phát huy lợi thế khi phản pháo. Lịch trình của em giờ khá là bận, bạn bè gặp em cũng rất là khó, họ phải gọi em trước nửa tiếng em mới có mặt được. Tiếng cười chưa kịp dứt, cả trường quay phải ôm bụng cười tiếp trước sự cố hy hữu dở khóc dở cười của nam ca sĩ khi quên lời bài hát của chính mình ngay trên sân khấu. Về phía Tuấn Trần, mặc dù luôn ghi dấu trong lòng khán giả bằng phong cách lãng tử đậm chất soái ca, song đó chỉ là một phần cá tính của nam diễn viên đáng yêu. Không như các khách mời khác, Tuấn Trần tinh tế không thẳng tay chê nhan sắc Trấn Thành mà nhẹ nhàng đánh khẽ, em sợ mập lắm, đủ làm chộp dạ nam MC. Được biết Tuấn Trần cũng từng là người tình màn ảnh của Harry Won. Khi được hỏi sao tăng động như vậy, cặp đôi anh Tú Tuấn Trần kẻ tung người hứng, trả lời rằng sợ mập phản mắt hướng về Trấn Thành. Chủ nhân của chiếc bụng mỡ nổi danh tại Chạy Đi Chờ Chi, đứng hình mất mấy giây rồi mới đáp trả đàn em. Có thể nói cùng một lúc chạm trán với hai tình địch nhay không đối thủ này, Trấn Thành nhiều lần phải cứng họng toàn tập. Vợ Lý Hải cùng hai con gái dạo chơi Đà Lạt, Minh Hà khoe nhan sắc trẻ trung gợi cảm khi dắt bé Cherry và Sydney đi chơi, chụp ảnh với thiên nhiên trong lành ở thành phố Hoa. Minh Hà đưa hai con lên Đà Lạt chơi và xem ông xã làm phim, ba mẹ con mặc trang phục kiểu nữ thần chụp hình. Với chiếc cối xe gió cao 14m mà vợ chồng cô đã dựng lên để quay phim lật mặt nhà có khách. Bé Cherry cùng em gái Sydney hào hứng cùng mẹ khám phá thiên nhiên trong lành ở thành phố Cao Nguyên. Minh Hà tiết lộ, hai con gái của cô rất tình cảm và thương yêu nhau. Nhờ vậy dù gia đình đông con, vợ chồng Lý Hải không cảm thấy quá vất vả vì các bé biết bảo ban tự chơi với nhau khi bố mẹ bận. Các nhóc tì nhà Lý Hải có phần giống bố nhiều hơn, đặc biệt là bé Sydney. Từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật tại Anh, nhưng Minh Hà vẫn chọn lui về làm hậu phương, hỗ trợ chồng hoạt động nghệ thuật. Cụ hot girl được khen là nhà sản xuất mắt tay, series phim lật mặt do cô đảm nhiệm vai trò sản xuất, cùng ông xã đạo diễn kiêm viết kịch bản gặt hái nhiều thành công lớn. Gái bốn con khiến khán giả ngưỡng mộ với nhan sắc tươi trẻ, hình thể thon thả ở ngoài tuổi 30. Trong phần phim lật mặt Nhà Có Khách đang chiếu tại các cụm rạp, Minh Hà gây bất ngờ khi xuất hiện ở cuối phim. Đây là lần đầu cô thử sức với vai trò diễn viên. Lý Hải chia sẻ sau 9 năm gắn bó, anh vẫn thấy Minh Hà là người vợ hoàn hảo, là một nửa không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Trấn Thành Harry ngày càng đáng sợ, nhờ bạn quay clip nóng bên tháp Eiffel kỷ niệm 1200 ngày yêu. Trấn Thành Harry Won ngày càng táo bạo hơn khi thể hiện những cảnh thân mật trước mặt bạn bè, đồng nghiệp. Mới đây, vợ chồng Trấn Thành cùng các đồng nghiệp đã có chuyến lưu diễn kết hợp với du lịch ở Paris. Cách ít giờ, Trấn Thành đã chia sẻ clip vô cùng mùi mẫn của vợ chồng anh khi đứng dưới chân tháp.
Cụ thể, để kỷ niệm 1.200 ngày yêu nhau, Trấn Thành Harry Won đã nhờ bạn quay hộ cảnh hôn nhau đắm đuối. Ôm ấp tình tứ ngay trước mặt mọi người luôn. Trong khi đó, Lê Giang, Diệu Nhi và anh Đức lại lẻ bóng, nên đã chứng kiến trọn cảnh nóng của vợ chồng Trấn Thành. Diệu Nhi còn nói ngay rằng, không biết ngại hay sao ấy, ôm ấp rồi hôn hít, không thấy ngại với mọi người, trong khi đó anh Đức thì... Trấn Thành Harry Won kỷ niệm 1.200 ngày yêu nhau dưới chân tháp Eiffel. Harry Won cũng hào hứng thể hiện tình cảm với chồng. Hôn nhau mỗi khi đi du lịch là điều chẳng bao giờ thiếu của vợ chồng Trấn Thành. Vợ chồng Harry Won đổi rất nhiều tư thế, quay ngang quay dọc. Hai người rất hạnh phúc trong khoảng thời gian 1.200 ngày gắn bó bên nhau. Trong khi vợ chồng Trấn Thành tình tứ thì Lê Giang quay tự sướng. Trấn Thành còn trêu Lê Giang đứng im như bị trời phạt. Diệu Nhi không có cả đi cùng nên cũng tự quay một mình. Thấy vợ chồng Trấn Thành hôn nhau bị Diệu Nhi rủa không biết ngại, anh Đức cũng chẳng có cặp nên đành chụp tự sướng rồi chỉnh ảnh thôi. Tái xuất showbiz, Trương Hồ Phương Nga trang điểm lồng lộn chặt chém chị em, nhìn như người khác. Vừa quay lại showbiz, Trương Hồ Phương Nga đã ghi điểm với vẻ ngoài lột xác khác lạ đến ngỡ ngàng. Hơn một năm sau ngày được tại ngoại, Trương Hồ Phương Nga vẫn ở ẩn để tránh thị phi. Cuộc sống không còn như trước. Phương Nga thừa nhận cô đã và đang cảm thấy rất áp lực. Tôi chỉ quanh quẩn trong nhà vì nếu ra ngoài có thể xảy ra những chuyện không lường trước được. Khi có việc phải đi, tôi luôn đề phòng từ những chuyện nhỏ như chú ý, xem có ai tiếp cận đạp xe hay không. Tôi thường di chuyển bằng Grab Bike và luôn nhờ lái xe đi chậm sát lề đường. Thời gian gần đây, Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 mới rụt rịch trở lại làng giải trí sau khi nhận lời tham gia show diễn mùa hè bất tận của nhà thiết kế Đức Vinci. Cách đây ít ngày, Phương Nga tiếp tục có màn tái xuất ấn tượng trong bộ ảnh thời trang khiến công chúng ngỡ ngàng. Dưới bàn tay tài hoa của phù thủy make-up Phan Minh Lộc, mỹ nhân sinh năm 1987 xuất hiện với diện mạo cực khác lạ, vừa có nét giống tóc tiên lại hao hao Angela Phương Trinh. Gương mặt được trang điểm kỹ càng theo tông make-up đậm, những nhá ở môi và mắt khiến Trương Hồ Phương Nga thêm gợi cảm và cá tính. Hoa hậu còn gây ấn tượng với những kiểu tóc phá cách, làm nổi bật chiếc cằm vờ lai của cô nàng. Đã lâu rồi công chúng mới thấy Phương Nga trở lại với một gu làm đẹp táo bạo đến như vậy. Với màn lột xác bất ngờ này, người đẹp hoàn toàn có thể chặt chém hội chị em showbiz, lộng lẫy xinh đẹp không thua mỹ nhân nào. Trước đó, Trương Hồ Phương Nga từng bị bắt gặp đang đi săn hàng giảm giá. Qua những khung ảnh chụp vội, Phương Nga vẫn gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật. Những lúc rảnh rỗi, Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 dành thời gian đi chùa cùng cô bạn thân hoặc đi xem ca nhạc. Cô chia sẻ mình yêu cuộc sống bình yên và vui vẻ như bây giờ.